con nhà tao điên ấy. Hai vợ chồng nhà nó đi. Rồi. Nó còn vang vào nó làm một cái lán nữa, xong rồi nó mổ vịt mổ nhất nhiều lắm. Không nó cua nó. Tưởng thật vợ đi nước ngoài 7 năm về nhà chồng ấy, rồi ôi khổ thân ngu thế, đi gửi tiền về cho vợ, vợ đi làm nhà cho bồ hết mẹ rồi, bây giờ con vợ này được bỏ thằng này thì về con vợ hai kia thì nó cũng bỏ, nó mất tiền cháu gái có đòi được không ấy, nó bây giờ nó không biết, nó không nợ con này, nó không không trả ấy. Đây 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 nà, im để mẹ coi. Xong dạo này lấy cho bà xong này. Không bà xấu thì quay quay cái lưng bà già này.
cho vào tủ. Lấy đã đủ rồi nhỉ? Đây. Nhầm thôi. Đây đủ rồi, ăn được nữa. Cậu, bỏ lại đem đi chỗ khác à? Không. Yeah.